Ừ, xin sư chỉ dạy cho con là người có tâm tính nhút nhát, lo sợ thì nên tu tập như thế nào để cải thiện cho tốt. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Thế Tôn nói như thế này: Đối với người mà có bố thí thì họ sẽ không sợ hãi trước đám đông. Quý vị cứ nhìn những cái tay mà đại gia thí chủ đi, sư không nói những cái mặt mà họ ngạo mạn hay này nọ thì sư không có nói. À, nhưng nhưng mà đó quý à, vị để ý thì cái người mà họ bố thí nhiều á cái người bố thí nhiều á họ đi đây đi kia họ tự tin quý vị cứ nhìn những cái người mà ưa ừ, thích bố thí đó họ đi đứng có sự tự tin họ gặp các cái vị sư họ cũng tự tin họ gặp các cái vị mà trưởng thường họ cũng tự tin ha À, rồi à, họ không có cái chuyện phải e ngại cho nên đức thế tôn nói cái người mà có bố thí đó thì họ không sợ hãi trước đám đông dù cho đó là một đám đông quyền lực đi chăng nữa thì họ cũng không sợ hãi cho nên một trong những cách mà để quý vị trừ đi cái tánh nhút nhát đó là gì hãy tập bố thí mà nếu như quý vị nghĩ là mình không có tiền thì nó có ba cái nó có những cái bố ba kiểu bố thí đó là gì thứ nhất là bố thí tài sản ha có tài sản thì cứ bố thí thứ hai là bố thí sức lực tức là mình có khả năng mình giúp được cái gì thì mình giúp thứ ba là bố thí trí tuệ nha thì khi đó chúng ta sẽ tự tin ví dụ như uh, bây giờ sư đang bố thí pháp cho quý vị nè thì nó là cái kiểu bố thí trí tuệ bố thí pháp cho quý vị thì nhờ sư bố thí pháp cho quý vị cho nên sư có cái sự tự tin à, và nói nói, nói nói thẳng nha là nó nó hơi nó hơi kỳ à, đó là từ nhỏ thì sư có cái tánh nhúc nhát sư cũng nhúc nhát lắm ngại ngại giao tiếp ngại giao tiếp nhưng mà nó lạ một điều là khi mà sư nói pháp thì sư lại tự tin Đấy. bởi vì như thế tôn nói cái người mà họ bố thí đó thì họ đứng trước đám đông họ không có sợ đấy thành ra là sư không có sợ đấy. khi mà sư bố thí pháp cho quý vị là sư có gì đâu mà sư phải sợ đấy. không có ngại đấy à, đó là cái thứ nhất cái thứ hai đức thế tôn nói cái người mà có định có định thì họ không có sợ hãi trước đám đông định ở đây thì đó là những cái phương pháp chỉ vào quán nói nói nó cụ thể là phải chứng thiền sơ thiền trở lên mà mình không có chứng thiền thì thôi cái chuyện này nó bỏ qua một bên tuy nhiên trong thiền nó có một cái phương pháp nó có một phương pháp sự tạm coi là ngoại lệ đó là cái đề mục thiền tâm từ tại vì sao đối với người thực hành tâm từ thì những người xung quanh của họ cũng chỉ là thân bằng quyến thuộc thôi à, có đôi khi đó có đôi khi à, khi mà sư đến giảng à, pháp cho một cái hội chúng đông cả mấy trăm người như vậy thì sư có một cái mẹo mới gì gọi là mẹo cũng được hoặc là sư áp dụng một cái pháp đó là gì quán tưởng những cái người để tâm từ đó với những cái người ở dưới và khi rải tâm từ như vậy đó quán tưởng họ là mẹ của mình họ là những người mẹ của mình những người cha của mình rất lâu rồi do luân hồi đó thành ra là lạc nhau quên nhau và đây là một cái cơ may hãng hữu mà gặp lại cha và mẹ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp thì khi mà sư rải tâm từ Và sư quán tưởng họ như là mẹ như cha của mình ấy, Thì lúc bây giờ Sư ngồi ở trên bàn pháp tòa Thì nó cũng giống như là Mình ngồi nói chuyện với gia đình thôi Nó trở thành Một cái cuộc nói chuyện trong gia đình ha? Và không có gì mà mình Phải rung rẩy Mình sợ hãi, phải lo âu vậy trơn Hoặc là uh, Mình uh, sợ quên Sợ quên Cái kiểu mà ngồi nói, nói chuyện với người nhà đó thì tự nhiên mình có sự tự tin ừ. đó là một cách ờ, một cách nữa đức thế tôn có đề cập trong tăng chi bộ kinh đó là gì đối với người có giới thì họ không sợ hãi trước đám đông ừ. ờ, có một cái phương pháp mà À, có đôi khi mà sư đứng đứng ở sư đứng ở xung quanh ngoài đạo á, đứng ở xung quanh ngoài đạo à, thì đôi khi thì, thì nó cũng rung cũng rung tại à, mình đứng xung quanh mình toàn <laughs> à, ngoài đạo mà thì khi đó sư nghĩ đến giới khi sư đứng lên sư nghĩ đến giới mình là người có giới mình là một vị tỳ kheo thọ khu tục giới mặc dù cái giới của mình nó cũng không phải là trăm phần trăm nhưng mà nó cũng ổn nó cũng, cũng cũng xài được xài được giới cũng xài được thì tự nhiên là mình có sự tự tin bởi vì mình ít nhất mình biết là mình cái giới của mình mình có và mình ở, ở xung quanh không có người không có người có giới hơn mình hoặc là bằng mình thì tự nhiên lúc đó mình có cái sự tự tin ờ, hoặc quý vị là người tại gia cư sĩ cũng vậy thôi ha? quý vị suy nghĩ à, bây giờ quý vị là người có năm giới nếu như nếu như à, mà giới quý vị mình không sạch á thì đoán giữ giới cho sạch giữ năm giới tại vì cư sĩ quý vị chỉ có năm giới thôi khi quý vị có giới thì quý vị sẽ có tự tin. Bởi vì xung quanh thì một là cái người bằng mình, sẽ bằng giới với mình, hai là cái người giới không bằng mình. Thì tự nhiên mình có sự tự tin. Tức là gì? Muốn tự tin thì mình phải hơn những người xung quanh ở một cái mặt nào đó thì mình mới có tự tin. Đây là chuyện đương nhiên mà người ta hơn nhau để người ta có tự tin có rất là nhiều loại có khi người ta hơn về tài sản người ta cũng tự tin người ta hơn về địa vị người ta cũng tự tin người ta hơn về sức khỏe người ta cũng tự tin nói chung là hệ chúng sanh hệ mà hơn nhau về cái gì là họ sẽ tự tin về cái đó nhưng mà những cái pháp tự tin như vậy đó đức thế tôn chỉ đề nghị những cái phương pháp mà chúng ta tự tin đúng theo pháp ừ, một là tự tin vì chúng ta có bố thí hai là tự tin vì chúng ta có định mà ở đây sư đề nghị là rẽ tâm tư bởi vì cái chuyện mà sơ thiền đối với quý vị thì nó còn xa lắm thứ ba là tự tin vì mình có giới nếu như muốn tự tin muốn thay đổi mình phải có được một trong số đó còn nếu như mà mình không có được mà mình vẫn muốn thì nó giống như cái người không ăn mà vẫn muốn no không uống thuốc mà vẫn muốn hết bệnh không muốn thở mà vẫn muốn sống vậy đó cái chuyện đó thì cái chuyện không bao giờ xảy ra ha tức là muốn cái gì thì phải bỏ công bỏ sức ra mà làm chứ đâu ra mình có sẵn chứ ừ, không thể nào sẽ đem một cái cục tự tin sẽ quăng vô người của vị mà tự nhiên là mình thay đổi 100% trăm phần trăm được ừ có đi đầu thai kiếp khác thì cũng vậy thôi